đặc biệt. Bây giờ mình giới thiệu về mình nha, mời bạn. Trước tiên em xin gửi lời chào tới quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường bên cạnh ạ. Chào em. Em tên là Hà Thanh Sơn ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm quản lý xưởng sản xuất về đồ gia dụng bằng inox. Quê mình ở đâu Sơn? Dạ em đến từ Yên Bái ạ. Yên Bái. Và em ở Thành phố Hồ Chí Minh được 6 năm rồi ạ. À rồi, mời bạn nữ em giới thiệu đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên đó và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thúy Anh, năm nay em 27 tuổi. Em hiện đang là nhân viên ngân hàng và em sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu ạ. Mở Vũng Tàu luôn. À hôm nay lên đây mình tham gia chương trình thôi. Dạ. Chà, cặp này hẹn hò là phải đi 2 tiếng ha. Thôi cũng nhanh. Thua gì. Mình chia sẻ chút xíu về tính tình của mình đi ha. Em thì em thích thể thao. Thích thể thao. Mà hát không hay nhưng cũng hay hát. Hay hát. Làm một đoạn nào đó hay hát cho nó vui nào. Đi hát một đoạn. Rồi, 2 3 bắt đầu. Đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đó là sở thích của bạn đúng không? Dạ. Rồi cái gì mà mình không thích? Em cũng nhiều nhược điểm lắm. Lớn nhất là em sợ ma. Hả? Sợ ma, sợ bóng tối. Sợ ma hả? Con trai mà sợ ma. Sợ dữ lắm hả em? Có thấy con ma bao giờ chưa? Dạ chưa. Không thấy sao sợ nó? Tưởng tượng đó. Có bị ma nhát chưa? Tưởng tượng con ma nó ra làm sao? Thấy nó đáng sợ. Nó đáng sợ nhưng mà phải tưởng tượng nó sao mới sợ chứ. Thấy nó kinh khủng. Kinh khủng? Nói chung là nó đánh vào tâm lý. Mà thấy nó chưa? Dạ chưa. Rồi đang đi chơi với bạn gái rồi cái vô chỗ nào tối cái gì ai hù cái là chạy bỏ bạn gái lại luôn hả? À có một cái câu chuyện nó như thế này ạ. Có chuyện luôn. Cách đây hơn một năm thì em có tìm hiểu của bạn nữ. Đầu tiên đi chơi thì em đón bạn lúc 7 giờ. Lúc về thì lúc đó hơn 9 giờ. Mà đường lúc đấy nó cũng đông. Và thế là cũng thấy bình thường. Nhưng mà lại đi qua ba cái nghĩa trang. Thế xong là lần thứ hai thì hôm đấy trời nó mưa phùn. Đón bạn đi chơi thì lúc đấy hơn 8 giờ. Lúc về thì cũng gần 11 giờ. Xong về thì lúc đấy vắng xe. Mỗi mình đi sợ. Thế xong là về lần sau là chỉ nhắn tin rồi thôi không nói chuyện nữa. Ủa là chia tay luôn hả em? Dạ lúc đấy là chưa quen đang tìm hiểu ạ. Là bỏ luôn, là lơ luôn. Không lơ, nhắn tin từ từ không nói chuyện nữa. À thì đó là lơ rồi chứ gì nữa. Trời ơi, vậy là lý do ế của bạn là sợ ma đúng không? Vâng cũng nhiều nữa. Em hay thức khuya. Chết rồi, mai mốt đi xuống Vũng Tàu đi ban đêm về cũng xa lắm á. Không đi đêm nó mới mát chị ạ. Đường cũng vắng lắm à. Em đi đêm thì lúc đấy nhiều xe ạ, đường quốc lộ chắc là cũng đông ạ. Em gái, anh hỏi thiệt em là dạ. Em có sợ ma không? Dạ có. Ủa luôn sợ luôn hả? Bây giờ bạn gái bên kia có ưu điểm nhược điểm gì? Đây, hồi nãy giờ bên kia hát rồi phải không? Ừ. Giờ tới phiên em. Dạ thì em cũng có một chút năng khiếu là về âm nhạc. Nên là hôm nay em xin đàn hát. Em biểu diễn đàn ukulele bài My Everything. Em đã hát về người yêu dấu ơi có nghe chăng? Mùi hương thân quen còn in trên bài áo. La 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 la. Sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên đường con phố quen. Yeah yeah. La 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 la. À, sorry chị, em hơi bị thất. Rồi bây giờ em nói về ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì em cũng thích nấu ăn. Em thích đi du lịch. Và em là một người cũng khá là thẳng tính, sống quan tâm đến mọi người. Dạ. Còn khuyết điểm của em á, thì có thể em giống bạn nam bên này là em hơi sợ ma chút xíu. Hay giận dỗi á. Nhưng mà bạn nam mà chỉ cần là biết nói nhiều câu gì đó vui vui là em cũng hết luôn à. Tật xấu gì nữa không? Thì em cũng lâu lâu thì em cũng thức khuya. Thức khuya đã làm gì? Dạ thức khuya thì thứ nhất là mình sẽ coi lại những cái gì mà mình thích và mình học tập thêm đó chị. À hiểu rồi. Em gái bên đó đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trước đây em có 2 mối tình rồi anh Linh ạ. 2 mối tình? Dạ. Mối tình sau cùng của em thì em cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Lý do thì tại vì lúc đó em
Với bạn nam thì cũng đang còn trẻ nên nhiều khi mình chưa có kiểu đồng cảm và mình biết chia sẻ cho nhau. Em nghĩ là những cuộc tình về sau thì em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Những cuộc tình về sau hả? Dạ. Trời ơi, em muốn mấy cuộc tình nữa? Dạ, em thì em chỉ thấy càng ít càng tốt chứ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì nhiều hơn của bạn, em trải qua 3 mối tình. Gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Có một cái điểm giống nhau của 3 mối tình là đều yêu xa. Nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu xa chưa? Em cũng rất chăm đi Vũng Tàu. À vậy thì chưa không xa đúng không? Mà nếu tình yêu ta đủ lớn, chúng ta sẽ đi đến tất cả mọi nơi vì người mình yêu. Dạ. Hả? Rồi. Dạ. Bây giờ hai bạn muốn tìm một cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào, bạn nữ? Trước tiên là bạn phải tự lập, mạnh mẽ và phải có chính kiến riêng của mình. Dạ. Còn về ngoại hình á thì bạn đó nhìn được được chứ là được rồi. Quá được. Dạ. Được được là sao? Nhìn như anh Quỳnh Linh là quá được rồi ạ. Wow. Như anh Quỳnh Linh là hơi hiếm đó nha. Bạn bên đây đẹp trai hơn anh. Rồi, cái điểm nào mà em không thích ở người bạn trai? Bạn đó gia trưởng, nhiều khi kiểm soát. Thực ra thì yêu nhau thì mình nên biết những cái thông tin về nhau, nhưng mà mình đừng có kiểm soát nhau quá. Tin tưởng thôi, không dạ, cần phải kiểm soát đúng không? Đúng rồi chị. Đừng có đứng núi này bạn trong núi nọ. Thì cái điểm đó là em cực kỳ là không thích ạ. Bạn trai thì sao? Mình có đứng núi này trong núi nọ không? Không được cả, em rất chung thủy chị ạ. Rất chung thủy. Mình có phải là người gia trưởng không bạn, hay kiểm soát bạn gái? Em nghĩ là em là một người rất dễ tính á. Còn gia trưởng thì em nghĩ là tất cả đàn ông đều có một chút gì đó gia trưởng. Nhưng mà người ta thì phải sống luôn nghĩ cho nhau. Em nghĩ như... Mẫu bạn gái của em là người như thế nào? Em thích mẫu người con gái ít nhất là bằng tuổi em, hoặc là hơn tuổi em. Hả? Ít nhất là bằng tuổi hoặc hơn tuổi em ạ. Ủa sao ngộ vậy? Mà từ trước đến giờ em yêu toàn người hơn tuổi không? Lớn hơn bao nhiêu là nhiều nhất? 1 đến 2 tuổi. Ngoài cái tuổi còn gì, cái tiêu chuẩn gì nữa không em? Em thích con gái đeo kính, để tóc dài, má lúm. Đeo kính là kính cận hay kính mát? Đeo kính cận. Rồi gì nữa? Cao thấp thì không quan trọng, cao tầm trên 1m50. Rồi. Và không cao hơn em là được. Vậy mà là không quan trọng. Không quan trọng là cao nhiêu cũng được, cao hơn em cũng được. Gái mà cao bằng em cũng mệt lắm á. Rồi còn gì nữa không em? Em thích con gái nữ tính á. Không lẽ con gái đàn ông? Sợ con gái đánh đá không? Hello. Trời, em chào chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m72. Tự nhiên khoái người lớn tuổi hơn. Đấy là mục đích sống. Mục đích sống luôn hả? Thì đương nhiên mình sống có mục đích mà chị. Nó là quy tắc. Quy tắc luôn hả? Nó giống như vậy. Giống như là sợ ma thôi đúng không? Đúng rồi. Mọi người chưa bao giờ thấy. Tối nay coi chừng thấy đó. Nó nghe nè, muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn rồi. Bao nhiêu lâu nữa đám cưới? Em nghĩ là năm sau ạ. Năm sau có chuẩn bị gì chưa? Cũng sẵn sàng rồi ạ. Được mà. Được không chị? Được, được em. Để anh Quang coi mắt đàn gái sao. Ôm chút. Em phải nói nha, cho mập chút nha. Vũng Tàu hả? Dạ. Ủa rồi giờ thí dụ giờ em quen anh thành phố rồi, cái chuyện đón đưa em có ngại gì không? Nếu như mà quen anh đó thì chắc em nghĩ là sẽ sắp xếp thời gian. Anh ít xuống lắm á. Nhà ảnh ít xuống nữa thì mình có thể nhắn tin qua phương tiện giờ hiện đại mà anh. Em không thích đàn ông những điểm gì? Nhậu thích không? Biết nhậu thì được, nhưng mà đừng nhậu nhiều thôi. Hút thuốc. Hút thuốc được luôn, nhưng được mà luôn. Nhưng mà đừng có hút trước mặt em. Dạ. Sợ ma cũng không được sợ trước mặt em. Dạ, sợ mà kiềm chế thì càng sợ thêm, nhưng mà anh cứ thoải mái nha. Thoải mái đúng không? Dạ. Rồi, được rồi. Dễ thương. Em gái đi với ai em? Dạ, hôm nay em đi với lại dì Út của em ạ. Dì Út hả? Dạ. Rồi, cho gặp dì Út, chào dì. Xin kính chào ông Mai, bà mối Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Thì bạn rất là trẻ trung và đẹp trai, nhưng mà bạn cũng rất là có ý chí và thấy rất là người lớn, chững chạc. Và nhất là bạn có một giọng nói rất là ấm áp, thì dì thấy với khuôn mặt hình dáng thì có vẻ là rất là hợp với bạn gái. Cảm ơn dì Út. Ngắn gọn là đầy đủ sức tích ha. Bạn đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn? Vâng, bạn thân. Thân không? Thân ạ. Thân ngày nay lo. Bạn thân này được nè. Con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Chào con. Chào con. Nhìn chị bên này rất dễ thương. Nhậu á thì anh con không có, không biết nhậu. Hiếm lắm mới thấy anh được một lần thôi mà một ly là xỉn rồi. Dạ. Nói chung là anh con tuyệt. Anh con tuyệt. Rồi, cảm ơn con nha. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì em muốn tặng anh một cuốn sách nói về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Thì em thấy là mình đến trong buổi hẹn hò hôm nay thì cũng là một điều kỳ diệu rồi.
anh quan niệm thế nào về tình yêu ạ? Theo anh nghĩ thì cái quan trọng nhất của tình yêu là niềm tin. Thứ hai là biết suy nghĩ cho nhau. Dạ. Anh có mong muốn gì về tính cách của người bạn gái của anh không? Anh rất thích con gái nữ tính. Quan trọng là biết lo lắng cho gia đình, có thể là chăm sóc chồng con. Anh biết là em không thích con trai ra trưởng, nhưng mà theo suy nghĩ của anh thì mọi người đàn ông đều có tính ra trưởng. Dạ. Và quan trọng là người ta thể hiện nó đến đâu thôi. Dạ. Em đi lấy chồng mà nhà chồng muốn em đến làm dâu. Dạ. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thì chuyện làm dâu thời nay nó cũng bình thường thôi anh. Nếu như mình thương gia đình chồng thì chắc chắn là bố mẹ chồng hoặc là chồng mình sẽ thương mình. Em cảm nhận về người con gái đối diện như thế nào? Bạn ý thì em thấy có dịu dàng, nhưng mà em nghĩ là bạn là rất là mạnh mẽ đấy. Về suy nghĩ của bạn ý cũng khá chín chắn rồi. Dạ. Em thích vậy mà. Vâng, đúng, em thích như vậy. Một người phụ nữ mà chín chắn mà mạnh mẽ thì em nghĩ là người ta sẽ quán xuyến được gia đình. Thế anh có sợ em về ăn hiếp anh không? À, không, anh là đàn ông mà. À, anh không sợ những cái đó. Dạ. Hẹn hò đó nó hơi xa đó, anh tính xa hơn. Anh Linh cứ lo dùm xa đó. Anh lo lắm nè. Một tuần có thể xuống đó một đến hai lần có thể. Từng lần là được rồi. Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách. Thì em nghĩ anh cứ đến buổi sáng thôi. Thì tối anh sẽ về trước 5 giờ là thế không là gặp ma gì đâu ạ. Dạ. 5 giờ về tới giữa đường cũng tối rồi. Nếu mà anh sợ thì em sẽ cử một vệ sĩ to cao đẹp trai cho anh. Đảm bảo là anh không sợ. Không, anh có vệ sĩ rất là lớn rồi. À. Mỗi lần đi xuống em mà đi ba người em tiếp nổi không? Dạ được chị. Hãy nhìn thẳng vào nhau cảm nhận. Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Xem chúng ta có cho nhau cơ hội không? Chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không? Và đây có tương lai làm nửa trái tim của mình hay không? Nào, 30 giây bắt đầu dành cho các bạn. Em quyết định xong rồi. Bạn gái có muốn nói gì không? Chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm ạ. Tốt. Đưa tay vào đây. Chàng trai, cô gái cũng rất là thông minh, rất là nhanh, rất là năng động. Các bạn đủ để hiểu được chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rất nhanh nhẹn và quyết đoán, không cần phải nói nhiều. Đúng vậy. Nào, nắm tay nhau các bạn. Tay nhau đi hai bạn.